chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Mày dắt lợn đi đâu ấy? Anh đi dở hay đi con chó? Thế mày đi dở à? Tao đang hỏi con chó rồi tao hỏi gì mày? Mày dắt lợn đi đâu ấy chó? Chó, bạn mày gọi rồi. Chùa, con cung này chuyện bạn đi à? Còn bạn đi chơi cung. Không ăn đi à? Ăn đi. Đùa, thôi đi về ăn cốt đi. Thôi đi về ăn cốt đi. Tôi gọi bạn mày cung à? Không đi coi gì, vậy. Chúng ta không giống nhau, mỗi người đều có kinh nghiệm khác nhau. Chúng ta ở đây, để
Chơi một trò chơi. À bây giờ tao úp cái này xuống đây, xong tao xoay mày chọn được cái nào tao đúng cho. À, sao gì? Đúng cho. À. Đoán chuẩn. Đoán tay chuẩn. Mình tay đó. Lộ từ lộ. Lướt nó lộ lâu đã. Lướt lộ tiền. Ôi. Được. Quần bẩn. Lướt lộ tiền. Cứ bình tĩnh. Từ. Ở đây. Tên 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 tên. À. Anh lừa. Úi giời. Chọn mồ to chả chọn. Thế thế 20 cũng được. Tên chừng có 20. Thế thơ. Không được. Mẹ mình bảo là nhận được của rơi về trả lại người đánh mất. Cho cháu này. Không, cháu không lấy đâu. Cháu không lấy đâu. Cho cháu mà, cho viện kia mà. Rồi, có 20.000. Cho cháu này. Không, cháu không lấy đâu. Giờ à. Này. Cho cháu à, cầm lấy ngay gì nhỉ. Cầm lấy cho xin nhé, mua chủ bạn một kiếm. Thôi, cháu không lấy đâu. Này, ra. Cho cháu này. Cho cháu à. Cho tao này, cho mày, không lấy đâu. Không lấy thì cho tao đưa đấy. Đây. Xin nhá.